khủng khiếp, cơn bão trong lịch sử Bình Liêu Thái Nguyên ở nơi đây tàn phá hết sức là nặng nề, rất là kinh khủng. Thái Nguyên bây giờ ngập rất là sâu, con đường thành phố bây giờ đã quá thành dòng sông, sạt lở thì kinh hoàng ở trên những vùng núi, lũ về ở trên núi là có thật nha cô chú anh chị. Những vụ việc mất tích thương vong về người đã xảy ra ở tại nơi đây, nước chảy xiết như cắt vậy đó. Lúc nào thì sạt lở đất đá và cũng như ngập lụt ở tất cả nơi đây. Khu vực này bây giờ chìm trong biển nước và người dân sinh sống hết sức là đau và khổ. Chưa biết ra sao và như thế nào thì mời mọi người xem hết video sẽ biết rõ nha. Xin chào Hoài Thương, xin kính chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn 2024. Thì Hoài Thương hôm nay sẽ cập nhật tình hình và chia sẻ video về trận lũ quét và cơn bão số 3 bão Yagi đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và cũng như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai gì đó cô chú anh chị. Thì ngập lụt hết sức là khủng khiếp. Thì chi tiết ra sao và như thế nào, mời ông bà cô bác và anh chị em hãy xem hết video sẽ rõ. Hiện tại thì Hoài Thương đã có mặt tại một ngôi chùa. Ở nơi đây thì mình cũng xin cầu nguyện, cầu cho bình an đến tất cả mọi người và toàn thể hóa tánh được dạng sự lành hay cô chú anh chị ha. Rất mong được tất cả bà con chúng ta yêu thương và ủng hộ, cũng như là cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa nha cô chú anh chị. Lũ lịch sử trên sông cầu Thái Nguyên. Hiện nay thì mọi người cũng có thể nhìn thấy đường phố bây giờ ngập rất là kinh khủng. Người ta phải dùng những cái phương tiện như là những chiếc thuyền hay là tàu này kia, bè người ta kết tập lại để mà di chuyển ở trên cái con đường này. Hiện nay thì trên sông cầu lũ đang lên nhanh, diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Tại các trạm thủy văn Gia Bảy và Chả, lũ đang tiếp tục có xu thế tăng. Mực nước trên sông đang lên cao đã gây ra ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư dọc hai bên bờ sông cầu. Và như mọi người cũng thấy, ở tại nơi đây người ta đang ăn cơm trong một cái tình thế gọi là mưa lũ như thế này, hết sức là thảm thương phải không cô chú anh chị. Đây là xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, ngập rất là nặng, một số xã khác ngập cục bộ luôn. Người ta đang thông báo di dời bà con này kia nữa nè. Đây là khối nhà tiền công. Đi được rồi, thoát được rồi. Nước ngập lên tới nóc nhà. Những cảnh khổ, hết sức là khổ. Thái Nguyên này là lũ lịch sử trên sông cầu lập đỉnh vào đêm là 9/9/2024 này. Thì do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra, đợt lũ lịch sử trên sông cầu Thái Nguyên, mực nước lũ lúc vào khoảng 1 giờ chiều ngày 9 tháng 9 đó là 2.850 cm, cao hơn 150 cm so với báo động cấp 3, cao hơn 36 cm so với trận lũ lịch sử ngày 2 tháng 7 1959 luôn đó cô chú anh chị. Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh là có mưa to, mưa là rất to luôn ở nhiều nơi. Thì lượng mưa phổ biến là 100 đến 200 mm, có nơi thì mưa lớn hơn, như tại Yên Đổ, Phú Lương thì mưa là 296,6 mm, Bảo Linh là Định Hóa là 250,8 mm. Khủng khiếp là mưa lũ ngập tới nóc nhà là có thật luôn đó cô chú anh chị. Đặc biệt thì đợt mưa vừa qua đã gây ra một đợt lũ lịch sử trên sông cầu là tại trạm thủy văn Gia Bảy. Mực nước lũ lúc 1 giờ chiều đó là 2.850 cm đó, nó rất là kinh khủng phải không ạ. Thì tại trạm thủy văn Chả lúc 1 giờ đó là đo là 854 cm, thì cao hơn 54 cm so với báo động cấp 1 và tiếp tục có xu thế tăng nha cô chú anh chị. Tất cả nơi đây bây giờ ngập lụt hết rồi cả nhà ơi. Dự báo thời tiết là từ chiều và tối nay đó là đến chiều tối ngày 11 tháng 9 thì khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục là có mưa to và đến rất to luôn và dông nữa.
thì trong những cơn dông là có khả năng là xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 250 mm, có nơi là trên 300 mm, rất là kinh khủng với công cụ chú anh chị. Đài khí tượng thủy văn thì tỉnh Thái Nguyên cảnh báo hiện nay trên sông Cầu lũ đang lên nhanh, diễn biến rất là phức tạp do ảnh hưởng của mưa gió cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu đó. Thì tại trạm thủy văn Gia Bảy và trạm thủy văn Gia Văn Chả thì lũ tiếp tục có xu thế tăng, rất là dữ dội. Ở đây bây giờ gặp bình địa luôn rồi cô chú anh chị. Mực nước trên sông thì đang lên cao, đã gây ra ngập lụt sâu, ảnh hưởng giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư sinh sống dọc hai bên bờ sông Cầu tại các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Ngập úng tại một số tuyến đường khu dân cư trung tâm thành phố Thái Nguyên, các khu vực ngầm tràn, đập tràn, cầu phao, các tuyến đê xung quanh là cũng như là yếu dọc hai bên bờ phía hạ du sông Cầu đó, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế. Một số người bây giờ cũng bị mất tích và cũng như là trong cái cơn lũ cuốn đi đó cô chú anh chị. Rất là kinh khủng, chúng ta phải hết sức là cẩn thận nha. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng địa phương, trận lũ lịch sử lớn nhất trong 65 năm qua có thể tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ ở một số tuyến phố, tuyến đường, làm ảnh hưởng lớn tới quá trình di chuyển của các phương tiện, gây sạt lở tại các bãi thải, hầm lò và cũng như phá hủy nhiều công trình dân sinh, kinh tế, thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh tế xã hội tại địa phương luôn. Khủng khiếp, cây cầu này bây giờ gác nó tấp ở nơi đây thì cái mực nước xả lũ bây giờ là nó nghẽn lại chỗ đó thêm một đoạn nữa rồi đó cô chú anh chị, rất là khủng khiếp. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2024, thì do mực nước sông Cầu đang dâng cao, dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn và nhiều khu vực bị ngập lụt, giao thông thì khó khăn. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, đến chiều nay thì có 5 phòng giáo dục và cũng như đó là huyện đó thì thành đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 10 tháng 9, tức là hôm nay đây, gồm các huyện Định Quá, Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương và thành phố Thái Nguyên. Thì ngoài ra là có trên 10 trường trung học phổ thông cũng đề xuất cho học sinh nghỉ học ngày mai là ngày, tức là nếu mà bão có tiếp tục dấu hiệu lên cao thì chắc là cũng sẽ nghỉ đó, đó cô chú anh chị. Quá dữ rồi, nơi đây bây giờ là mọi người hãy nhìn xem, nước dâng cao tới cỡ này đây nè cô chú anh chị, quá là khủng khiếp. Còn mong tất cả đều được bình an nha. Một số nơi bây giờ bị cô lập và cũng như nhà của người dân ngập đến cỡ này đây thì cô chú anh chị chúng ta có thể hình dung được là cái lượng mưa và nước bây giờ đang đổ về nữa thì kinh khủng tới cỡ nào không cô chú anh chị. Một số nhà bây giờ ngập lụt và cũng như đó là không thể nào mà cầm cự nổi ở tại nơi đây. Cả mưa, cả xả to, nghe sợ không? Thông báo lần thứ hai rồi, bắt đầu xả mạnh. Cũng đang sấm sớp như này. Mưa sấm sớp. Lạng Sơn thì nước sông Kỳ cùng lên cao chưa từng thấy. Người dân ở nơi đây thì trắng đêm để mà chạy lũ. Quá là khủng khiếp ở nơi đây rồi cô chú anh chị ơi, hãy nhìn xem nước lũ bây giờ tại khu vực này lên rất là cao và cũng như ngập không thể nào mà ở trong căn nhà được bình thường nữa. Một số nhà là phải dọn lên nóc nhà mà ở, như khi nãy chúng ta cũng có thể nhìn thấy ha.
dông lốc, mưa bây giờ đang tới nữa rồi cả nhà. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cộng với việc hồ chứa Bản Lải, huyện Lộc Bình và nhà máy thủy điện Bản Nhùn, thì Kỳ Cùng 6, huyện Văn Quang mở các cửa van xả tràn nước lũ. Mực nước sông Kỳ Cùng lên rất cao, uy hiếp và làm ngập lụt nhiều làng bản, phố phường ven sông. Quá dòng lốc luôn cả nhà. Lũ đỉnh luôn. Đây đường Tinh Bộ Lĩnh nhá. Những dòng nước lũ bây giờ mọi người nhìn con đường hóa thành dòng sông. Hiện tại trời đang mưa ở những khu vực này rất là kinh khủng phải không cả nhà? Người ta là phải di chuyển và cũng như những đội cứu hộ cứu nạn hay là bên bộ đội lực lượng cơ quan chức năng hỗ trợ người dân hết mình trong những lúc này luôn đó cô chú anh chị. Còn ở đây thì là một cửa hàng. Mọi người hãy nhìn xem, tất cả đồ đạc và ở nơi đây không còn là nguyên vẹn nữa, đều bị ngập và chắc chắn rằng sẽ hư hại rất là nhiều ở khu vực này, nhất là đồ điện tử như thế này nữa chứ. Nước sông Hồng dâng cao thì nhiều khu dân cư tại lầu cai chìm trong biển nước. Dạ. Ôi, kinh điển. Nước có chảy thế này mà. Vẫn chảy về thế này mà. Thế kia nó vẫn chảy về thế này mà. Nó đã dừng chảy đâu. Nhà ngập hết. Nhà nào cũng vào nhà hết sạch. Thái Nguyên thì chưa bao giờ mà ngập kinh khủng tới như thế này đâu cô chú anh chị. Hôm nay là cả nhà nhìn xem là ngập mà muốn lút luôn những cái cây luôn thì cỡ nào rồi. Căn nhà thì sẽ không còn là nguyên vẹn là căn nhà nữa đâu ha. Nhà nhìn xem bây giờ là cái tuyến đường này ở dưới đây là ngập hết luôn rồi, không còn nữa, chỉ cái cầu bắc qua phía trên này là mới còn có thể là đi tới đi lui được thôi. Nhà người ta ngập tới như vậy nè cả nhà. Lào Cai thì do mưa lũ, Lào Cai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, khi liên tiếp xảy ra là sạt lở là khiến nhiều người chết và mất tích. Thì sáng hôm nay là ngày 10 tháng 9 thì thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai đó là ngày hôm nay, tức là ngày 10 tháng 9 này đây, thì trong 3 ngày 7,
và ngày 8 và ngày 9 tháng 9 mưa lũ sạt lở lũ quét làm 20 người chết và Sapa thì 7 người và Văn Bàn là 2 người, Bắc Hà là 6 người và Simacai là 5 người. 11 người mất tích là 1 người tại thị xã Sapa, là 10 người tại huyện Bát Sát đó, thì bị thương là 14 người, và 10 người tại thị xã Sapa, 3 người tại huyện Bát Sát và 1 người tại huyện Bắc Hà nha cô chú anh chị. Đặc biệt thì trên sông Hồng này lũ đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực của thành phố Lào Cai và các địa phương ven sông, khiến hàng trăm nhà dân bị ngập úng rất là nhiều luôn cả nhà. Bây giờ thì nước lũ đang lên cao rất là cao, người ta đang hỗ trợ hết mình và cũng như lực lượng chức năng cơ quan này kia đến đây, nào là cứu trợ và cũng như đưa những người ra khỏi nơi vùng nguy hiểm nữa. Thì theo thống kê từ các địa phương thì toàn tỉnh đã có 1.109 nhà dân bị ngập. Thì sạt lở và lũ cuốn trôi Sapa là 18 nhà, Bảo Thắng thì 361 nhà, Văn Bàn là 48 nhà, Bắc Hà là 15 nhà, Bát Sát là 97 nhà, Simacai là 14 nhà, Bảo Yên là 518 nhà, thành phố Lào Cai là 38 nhà. Thì về sản xuất nông nghiệp thì lũ sạt lở đã làm ngập úng và vùi lấp 892,32 hecta lúa. Huyện Văn Bàn là 269,69 hecta, thì Bảo Thắng là 143,8 hecta và Bảo Yên là 466,14 hecta, là Sapa là 0,69 hecta và Bát Sát là 12 hecta. Thì mưa lũ cũng đã làm gãy đổ là rất là nhiều cây và cũng như là hoa màu, kinh khủng lắm cô chú anh chị. Và một số nơi thì người ta nuôi cá này kia thì ao này kia đó là nó cũng bị tràn bờ và thiệt hại rất là nặng nề ha. Bà con hãy nhìn xem là nước lũ đang tràn về rất là kinh khủng cả nhà. Nước ngập quá là ngập luôn người cô chú anh chị, sâu lắm. Xe ô tô mà nó muốn lúc, có một số xe đã trôi luôn á, kinh khủng. Kìa cả nhà nhìn kìa, trời ơi thấy ghê không. Cầu mong tất cả đều được bình an nha. Những ngôi nhà và con người bây giờ đang chơi vơi giữa dòng nước lũ, cầu mong tất cả đều được bình an. Chèo thuyền trên lộ. Người dân sống chung với lũ, cả nhà nhìn xem. Nước bây giờ là lên rồi, gác gưới trôi tùm lum tờ lưa hết trơn luôn. Một số phương tiện và cũng như người ta đi hỗ trợ cứu giúp trong những vấn đề về bão lũ ở tại những khu vực này, thì bây giờ bà con cũng có thể nhìn thấy là các chiến sĩ bộ đội và lực lượng cơ quan chức năng là có mặt ở tại những khu vực này hỗ trợ cho bà con, cứu trợ về những mảng lương thực hay là thức uống này kia đó, thuốc men đồ. Thì đến đây Hoài Thương cũng xin khép lại video của mình tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Ông bà cô bác anh chị em xem video thấy Hoài Thương chia sẻ quá ý nghĩa thì hãy nhớ tặng cho một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video nhé.
bình luận cho Hoài Thương được biết là như thế nào về những vụ việc và video này nha cô chú anh chị. Cầu mong cho tất cả được bình yên, mong là những thiệt hại sẽ không xảy ra nữa. Đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã dâu mù những dòng sông cùng êm má chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dì xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen, thảo thơm như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời.